xin chào các bạn hôm qua mình mới vừa tư vấn cho một thân chủ ở bên lào thì khoảng thời gian ở bên lào nó cùng với khoảng thời gian bên giờ việt nam do đó mà mình cũng dễ dàng trao đổi với cô ấy một số việc liên quan đến những cái vấn đề mà cô ấy đang bị dính mắt hiện thời cô ấy đang là một người phụ nữ sống xa nhà à, việc mà sống xa nhà sống độc thân một mình khiến cho tâm lý của con người ta dù mạnh mẽ đến mấy cũng có cái phần yếu đuối để mà xét về một cái nguyên nhân khiến cho một người đàn bà ngoại tình á, thì nói về cái lý thì người phụ nữ đó sai khi đã lỡ ngoại tình nhưng xét về cái tình thì rất là đáng thương cho cái nguyên nhân tại sao người phụ nữ đó ngoại tình và xa ngã nói về một cái khía cạnh nữa là vì sao người phụ nữ phải ngoại tình tức là người ta rơi vào một cái hoàn cảnh không được chồng yêu thương chồng đối xử một cách rất là khô khan vợ sống xa nhà cả một năm trời không về thăm chồng thăm con được nhưng mà chồng cũng chẳng quan tâm hỏi thăm biết chồng mình với vợ là sống xa nhau rồi đó nhưng mà cái sự quan tâm cũng không có ngay cả khi người vợ bị bệnh tật cũng chẳng có lời hỏi thăm nói vợ gửi về 4 tỷ để mà xây cái nhà khi mà vợ góp ý là lập tức bị chồng cắt luôn điện thoại dập máy không cho nói một tiếng nào hết tiền thì do vợ kiếm ra nuôi bốn đứa con chồng ở nhà chăm con mà lại ngang ngược như thế đó rồi những cái chuyện mà ân ái vợ chồng á, thì chồng không có kiến thức có nghĩa là anh ta đạt được cái khoái cảm của anh ta rồi anh ta kệ vợ vợ nói với anh ta thì bắt đầu anh ta quy chụp là người vợ à, hư người vợ có người đàn ông khác người vợ có thể là dâm đãng à, khi mà một người hỏi rằng bạn ăn có cảm thấy ngon miệng không người ta nói không ngon lập tức quay qua chửi cái người đó liền tại sao không ngon đồ ăn như thế này mà không ngon nhưng mà không hề kiểm chứng lại xem mình nấu ăn có hợp khẩu vị hay không hay là cho quá nhiều đường hoặc là cho quá nhiều muối không có kiểm chứng và không có nhận rằng mình sai mà đổ lỗi cho người khác sai không ạ? À? khi mà sống với một cái tình trạng mà chồng ra trưởng hoặc là người vợ rơi vào một cái thế là bị áp bức hoặc là những cái lời nói của vợ không được xem trọng, tiếng nói chung của vợ và chồng không có, đương nhiên là sẽ mất dần cái sự kết nối, cái điều đó dẫn đến cái tình trạng mà rất là nhiều người vợ lạc lõng trong một cái mối quan hệ mặc dù có chồng mà như không có chồng cái sự buồn chán, cái sự không thông hiểu, chẳng thể chia sẻ được và có cái phần bị áp bức từ người chồng kia thì khiến cho một người vợ xa nhà. bạn nghĩ thử xem họ có lạc lòng hay không? có rất là nhiều người phụ nữ cho rằng người vợ đó, người phụ nữ đó hư. vậy thì cái câu hỏi và cái hoàn cảnh đó đến với bạn, bạn có hư hay không? bạn có trở thành một người phụ nữ ngoại tình hay không? đó mới là cái sự thử thách khó và bạn khó có thể vượt qua được còn nếu bạn đang sống trong một gia đình hạnh phúc bạn có một người chồng yêu thương bạn hoặc là bạn đang sống với những cái giá trị bạn đang thụ hưởng về những cái điều mà tất cả mọi người đều khao khát thì bạn không có lý do gì để bạn phá vỡ cái điều đó hoặc là bạn là người có cái nền tảng tôn giáo vững chắc thì không có cái nghiệp lực hoặc là cám dỗ nào có thể quật ngã được bạn nhưng đối với một người thông thường một người bình thường rơi vào một cái hoàn cảnh mà chồng như thế mà đối tượng rất là nhiều người đàn ông đang có vợ hoặc đã ly hôn hoặc là đang ly thân tấn công vào cái người đàn bà đó cái thành trì đó vững chắc bao nhiêu đi nữa thì có lúc cũng có một người nào đó cao thủ vượt qua được bức thành đó chứ đúng không nào vậy thì những người đang nghe video này của mình có bao giờ đặt bạn vào cái tình huống bạn bị thử thách một cách đúng nghĩa hay không khi mà người vợ người phụ nữ bị chán chồng mà lại gặp phải một cái đối tượng yêu thương họ mà họ là người đàn bà lại đang thích, đang cần cái điều đó. Cái miếng ăn đến lúc mà bạn đang đói, thì cái miếng ăn nó có giá trị không? Bạn có cần miếng ăn đó không? Đây là cái câu hỏi mà xét về đạo, nói về đạo là sai, nói về lý là sai, nhưng xét về cái tình thì rất là đáng thương và tội nghiệp cho những người ngoại tình. Và sóng tình yêu GB vẫn nghĩ rằng người ngoại tình là người tội nghiệp và đáng thương nhất. Họ là những người bất hạnh bởi vì trong cuộc sống hôn nhân của họ đã không được như ý họ mới đi ngoại tình họ mang cái sự bất mãn đó đi tìm kiếm một lối thoát khác nhưng khi bước vào cái lối thoát đó họ lại bị vướng ngay tại cái lối đó không thoát ra được họ cũng nghĩ rằng tìm một con đường mang đến cho họ cái sự bình yên khác mang cái ý là ngoại tình nhưng khi ngoại tình họ lại ngập tràn trong cái sự đau khổ đó các bạn biết điều đó không Người ngoại tình là cái người đáng thương, người đáng tội nghiệp và người bất hạnh bạn nhé. Chứ không phải là người ngoại tình là cái người mà đạt được cái giá trị sung sướng đâu. Hỏi thử những người ngoại tình xem tâm trí của họ như thế nào, họ có bị đau khổ không? Họ bị đau khổ lắm. Và những cái trường hợp như này đến tư vấn với sóng tiền UGB đều hỏi rằng tại sao bản thân họ đều rất hiểu, rất biết, rất là rõ về tác hại của việc ngoại tình. Nhưng mà tại sao họ lại không thể làm được? Thì hôm nay sóng tiền UGB chia sẻ cho các bạn thêm một số phần ý nghĩ nữa về cái vấn đề là tại sao bạn lại làm không được điều đó bạn muốn bỏ mà bỏ không được vì sao vì tất cả những cái sự khúc mắc trong bạn nó đều vướng ở cái chữ là không rõ ràng bạn không rõ ràng bạn muốn cái gì bạn không rõ ràng trong cái việc bạn chọn lựa bạn vừa tham mà vừa muốn giữ vừa ích kỷ mà lại vừa muốn có như vậy là không được không có rõ ràng trong quyết định của mình bạn chỉ được chọn một trong hai thôi nếu mà chồng các bạn không được hạnh phúc thì bạn có thể ly hôn với người đàn ông đó để mà có một cuộc sống khác hoặc là chấp nhận sống với một người đàn ông như vậy để mà tự mình tu trong cái hoàn cảnh khó khăn có nghĩa là sống trong nghịch cảnh mà cảm thấy mình bình an và không bất, bất ổn cái trường hợp này rất là khó với những người mà um, sơ cơ ví dụ như là người mà ít có cái sự chịu đựng hoặc là bản thân họ đang cảm thấy chịu đựng không chịu nổi nữa thì họ sẽ dễ bức mình ra khỏi cái bầu không khí mà bị ngột ngạt như vậy còn đối với một người mà có nhiều năng lượng họ không có xem người đàn ông kia là một cái đối tượng gây cho họ khổ được chính vì vậy mà họ không cảm thấy khổ họ có thế giới của họ họ sống trong cái sự bình an của họ chính vì vậy mà cái người đàn ông kia có làm gì đi nữa thì cũng không đả động không có thể tác động được với họ bởi vì họ có sức mạnh người đàn ông kia không đủ sức mạnh làm cho họ buồn khổ được bản thân họ có một sức mạnh họ có sự sống của họ họ có niềm tin và họ có hướng đi của họ họ không cột cuộc đời của họ với người đàn ông đó nên họ chẳng bị khổ có một cái trường hợp nữa khi mà các bạn hỏi rằng tại sao bạn không thể làm được những cái điều mà bạn hiểu mà bạn lại tự hào rằng bạn rất là hiểu đạo hiểu phật hiểu đời đơn giản thôi bởi vì bạn hiểu bạn biết nhưng mà bạn không có làm được bạn học nhưng mà không có hành giống hệt như là một người học cao mà không hiểu rộng vậy đó một người tỏ vẻ rất là khiêm tốn nhưng mà trong lòng nè bằng bốn lần tự cao rất là kiêu mà chê người này chê người kia bắt bẻ từng ý một lúc nào cũng chê người ta hết á nhưng mà bản thân mình không có bằng được họ đó. cái chê đó là cái ích kỷ cái đố kỵ Chứ đâu phải là bạn khiêm tốn là gì đâu Đó là cái tâm kiêu mạ Mình cứ cho rằng mình hơn người ta Thật ra mình đâu có hơn gì được họ đó đó Nhưng mà vẻ bề ngoài rất là khiêm tốn Luôn luôn bắt bẻ tìm những cái điều sai của người khác Khi mà bạn không cung kính người khác Thì bản thân bạn cũng đâu có được trang nghiêm đâu Bạn cũng đâu được người ta tôn trọng Và người ta trang nghiêm mình đâu Có những người học tiếng Anh rất là giỏi Nổ bung trời nói rằng Tôi là xem phim tiếng Anh không à em là toàn nói chuyện tiếng anh không à ừ. em coi thời sự cũng coi tiếng anh rồi em uh, viết nhật ký em cũng viết tiếng anh rồi em làm cái gì cũng làm tiếng anh hết hỏi lương làm tháng bao nhiêu ba bốn chục triệu năm chục triệu là hết quá à không có dạy thêm cũng chẳng dám đi thi hùng biện cũng chẳng làm ra được một cái công trình gì mà nó mang tính là được nhiều người hoặc là giảng viên trong trường đại học bởi vì sao đi dạy học thì sợ phát âm sai người ta bắt bẻ có những đứa học sinh nó học giỏi nó bắt bẻ mình không dám làm mà lúc nào cũng nghĩ rằng ôi tôi giỏi lắm bằng tôi treo đề nhà tôi giỏi lắm mà gặp người nước ngoài không dám nói chuyện không dám đi đến những cái câu lạc bộ của người nước ngoài hoặc là trực tiếp nói chuyện với người nước ngoài không dám tại sao vậy cái vấn đề học có rất là nhiều bằng cấp nhưng không hành không vận dụng vào cuộc đời nên là việc học rất là khác nhau có cái bằng treo vậy thôi chứ không làm được cái gì hết là như vậy rất là nhiều người bị cái vấn đề như vậy cái vấn đề người ta thành công hay không không phải là bởi vì người ta giỏi mà bởi vì người ta dám làm cái người dở mà dám làm thì từ từ sẽ thành giỏi cái người học thật giỏi mà không dám làm thì chẳng làm được cái gì hết nên là người giỏi đó lại trở thành người dở bạn biết không cái sự khác biệt giữa hai vấn đề đó là như vậy bạn có thể đọc rất là nhiều trang kinh bạn hiểu rất là nhiều thậm chí nhắc đến bài kinh nào bạn cũng thuộc hết á nhưng mà bạn không có hành vào cuộc sống phật dạy là gì không làm các điều ác nên làm các điều lành giữ tâm ý thanh tịnh đó là lời phật dạy cái chữ thanh tịnh ở đây là giữ cái tâm mình trong sạch không làm các việc ác yêu chồng người ta có làm ác không ác chứ sao ác làm tổn thương người đàn bà khác là ác rồi yêu trong cái việc mà mình không nên yêu cái người đàn ông đó người đàn ông đó đâu phải là người đàn ông tự do để mình yêu đâu vậy thì có phải là mình đang làm bậy không đó cái điều này đọc nghe hiểu thấy rất hay nhưng làm không được rồi đó nên làm các việc lành làm các việc lành là sao không nên làm những cái điều mà làm cho người khác buồn, làm cho người khác tổn thương, làm cho người khác xem thường, làm cho người khác khinh bỉ hoặc làm cho người khác lên án mình. Đó là những việc lành đó. Lại không làm được khi mà đã làm người thứ ba là không làm được. Giữ tâm ý trong sạch hoặc là giữ tâm ý thanh tịnh. Cái việc này á là sao? Là luôn luôn giữ được một cái ý nghĩ trong lành, không có bị vướng bận nhưng không bước vào người thứ ba rồi đương nhiên là muốn người ta yêu mình muốn người ta thương mình rồi thậm chí là muốn người ta là chồng của mình luôn rồi khinh người vợ rồi nói xấu người vợ hoặc là nói xấu những người này người kia để đề cao mình lên để mà được người đàn ông kia yêu tâm ý mình đâu có trong sạch đó tâm ý không hề thanh tịnh một chút xíu nào làm sai tất cả những điều phật dạy vậy mà cho rằng mình là người con của phật Phật dạy một đường Mình làm một nẻo mà mình kêu là Phật là cha mình Phật là người thầy của mình Mà làm sai bét à Chứng tỏ là học không có hành được Học một nơi cái bằng để đó Nhưng mà lại đi làm cái nghề khác Đó là hai cái chuyện khác biệt Mà vậy có nhiều người tu không đắc là như vậy Đọc rất là nhiều trang kinh Ăn chay niệm Phật rất là giỏi Nhưng mà tâm chấp cả đống cả đống cả đống Việc gì cũng chấp hết Việc gì cũng sân si Vật gì cũng phán xét Việc gì cũng làm cho mình có vẻ như là quan trọng Làm cho nó, nó phức tạp hóa lên Bởi vậy nên người ta nói là ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm là vậy Những cái con người cố chấp như vậy Cái tâm đấu sáng được, không có sanh ra được cái gì Toàn là diệt đi không Toàn diệt đi bất bao nhiêu là Những cái việc lành, việc thiện Những cái điều tốt lành trong con người đó Tự nhiên bị người đó hủy diệt luôn Dần dần cái tâm tướng của người đó Cũng xấu hơn Càng ngay mọi thứ nó càng đi theo cái chiều hướng là Nó lụi 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 xuống không có nói về tuổi tác khi người ta bị bệnh như bạn đang thường thường vậy nhưng mà do tâm ý của mình không được trong lành nên con người của mình không được thoải mái lúc nào cũng cảm thấy sống bực bội lúc nào cũng cảm thấy mình yếu thế lúc nào cũng phán xét lúc nào cũng cay cú lúc nào cũng bực bội lúc nào trong người cũng cảm thấy mọi việc nó đều không như ý đó đây chính là cái vấn đề học mà không hành được còn một ý nữa khi mà các bạn giải mãi một cái bài toán của bản thân mà làm không được người ta đưa cho bạn một cái bài toán bạn giải hoài không được thì sao do năng lực của bạn không thể làm được điều đó chứ đâu phải là tất cả mọi người đều không làm được đâu do bản thân bạn yếu do bản thân mình tối dạ do bản thân mình ngốc mình khờ mình học dở mình mới không làm được khó với người thứ ba này nhưng không hề khó với người thứ ba khác bạn thử nghĩ xem đối với một cái đối tượng mà là người thứ ba cao thủ hoặc là người thứ ba sanh tình ấy, họ chia tay người đàn ông họ có buồn thật á nhưng mà họ không có khổ và họ cũng không có yêu người đàn ông đến mức mà mê mờ đến mức mà lụy lầm lạc nha họ yêu họ vui rồi họ chia tay rồi bye bye xong họ tìm một cái nguồn vui khác họ sống trong cuộc đời của họ họ không có bị lụy họ không có phải là khổ sở cái người mà yêu thật rồi chôn vùi cuộc đời của mình với cái nỗi đau đó đằng nào bạn cũng phải thoát ra hết mà bạn phải tốn mất 10 năm còn cái người thông minh á, người ta tốn qua tháng là người ta quên được rồi. Đó. Vậy thì bạn hiểu rằng tại sao bạn bị vướng mắc vào đó đúng không? Do cái tâm mình cố chấp. Do cái tâm mình muốn bám víu. Mình cố giữ, mình cố nuôi những cái sai, cái xấu đó. Thì nó dần dần nó to, lớn ra. Nuôi nó ăn, nó mập, 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 mập. Nó lớn lên. Cái ác nó lớn, nó phình trướng ra. Nó hại chính bạn đó chính là vấn đề mà tại sao bạn không buông bỏ được mối tình đó đâu phải là người thứ ba nào cũng không buông bỏ được mối tình với người đó không có vợ đâu họ có thể yêu thích một thời gian nào đó nhưng khi họ buông là họ bỏ luôn chứ không phải là họ cố níu hoặc là họ cố giữ cho bằng được do bạn không muốn buông chứ không phải là do ai hết đó. rất là nhiều người cố chấp vào những cái việc của mình đang sống đang làm đó cái vấn đề chính yếu là chúng ta không chịu buông những cái sự cố chấp trong lòng các bạn xuống đất. Do các bạn không muốn nên các bạn luôn luôn có một cái lý do để giữ người đàn ông đó bên cạnh. Ví dụ như là em không được chồng yêu, em thấy người đàn ông đó rất yêu em. Nhưng mà hỏi ra, người đàn ông đó có bỏ vợ lấy em không? Không. Em có bỏ chồng được không? Không. Vậy chính là tâm của các em đang bị hư hỏng tâm của mình đang bị hư, tâm của mình đang bị rối nên tâm của mình đâu có trong lành và thanh tịnh được. Làm sai tất cả những điều Phật dạy, đọc hàng ngàn trang kinh chẳng làm được một điều gì có ích cho mình thì làm sao gọi là con Phật được. Có rất là nhiều người tự mãn vì mình đã hiểu biết mình đọc uh, thập chú hoặc là các loại kinh chú rất là hay mà không đạt được lợi ích vì sao? Vì không làm đúng theo những cái lời như thế. Chứ không phải là người ta dạy sai, không phải là vật dạy sai hoặc là không phải là người tư vấn tư vấn cho bạn sai mà bạn không làm được những điều người ta nói cho bạn tốt hơn mà bạn cứ dày vò mình vào cái nỗi khổ đau đó. Với một người đàn bà đã từng biết yêu là khổ mà không chế ngự được tình cảm của mình mà cứ lao vào trong cái bớ bụi rộng đó để mà ngồi mà khóc. Bạn thấy mình ở trong cái bớ bụi rộng đó bạn có thấy buồn không? Bạn có thấy tội bản thân bạn không? Bạn hãy nhấc bạn ra khỏi cái cuộc tình của bạn đang đứng này bạn đứng ở nhiều góc độ để nhìn về bản thân bạn thì lập tức bạn sẽ biết những cái hướng mà bạn cần phải giải thoát cho chính bạn trong cái cuộc tình bế tắc mà bạn bước chân vào bạn bước chân vào mối tình đó bằng cách nào thì bây giờ bạn bước ra bằng cách đó bạn nhé rất là cảm ơn các bạn đã dành thời gian quý báu của mình để lắng nghe cái phần chia sẻ của sóng tình yêu gb trong ngày hôm nay mình rất hy vọng rằng một số người thứ ba xem video này của mình cũng đủ nghị lực mạnh mẽ hơn trong cách giải quyết bạn hãy nhớ một câu mà mình nói rằng bạn bước đến với cuộc tình này như thế nào thì bạn hãy bước ra cuộc tình này bằng chính cái cách mà bạn đã bước vào nó bạn nhé xin chào và hẹn gặp lại các bạn